Xin chào các bạn, hôm nay thì công ty Thế Giới Mập sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm Bartender này. Thì phần mềm Bartender là để dùng để thiết kế tem và để in tem nhãn ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần tải phần mềm này về. Thì link download mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Mình đã tải về đây rồi. Thì về thì bấm lên và bấm vào file BT94 này để cài đặt. Thì việc cài đặt nó cũng rất là nhanh gọn thôi. Đây, thì chúng ta sẽ bấm Next. Đây chúng ta sẽ Accept nó và Next tiếp tục. Chọn Trial. Next. Thì chúng ta đợi một lúc. Thì phần mềm Bartender này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thiết kế những con tem nó đẹp mắt hơn, tùy ý theo ý của mình hơn. Thì sau thời gian một lúc chờ đợi thì đã xong ha, bấm Finish thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ phải kích hoạt phần mềm ha. Mình vào lại cái folder lúc nãy mình download về. Chúng ta sẽ copy phần này, file này, chọn copy. Và mình sẽ copy vào cái thư mục mình đã cài đặt, mở đĩa C ha. Thì xong, đó là chúng ta đã cài xong phần mềm. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần mềm thôi. Thì đây là giao diện của phần mềm ha. Chúng ta bấm Start New Label, chọn Finish. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một con tem đơn giản thôi. Rồi chúng ta cần đổi cái thanh thước này thành đơn vị là mm ha. Và chọn cái máy in của mình. Mình chọn máy in của mình là Epson ha. Lowdish. Rồi chúng ta sẽ cài đặt kích thước cho cái khổ tem của chúng ta. Ví dụ như ở đây mình đã có một khổ tem là 100x50. Gấp đúp vào cái trang giấy ha. Rồi sẽ có một cái bề ngang này, dọc này. Để điền đúng cái kích thước của nó vào 100x50mm. Sau đó chúng ta sẽ qua cái tab layout ha. Nếu mà cái tem của mình nó không có cột hàng gì như ở bên đây nè, mình sẽ để là một. Sau đó chúng ta sẽ bỏ những cái này đi, không ha. Thì hai cái lề trái lề phải này thì tùy vào mỗi cái khổ giấy của mình ha. Thì coi như cái của mình là 5mm, phải cũng vậy. Đây nó có thể chọn một cái khung vuông, khung tròn hoặc là clip nữa. Chúng ta của mình sẽ là khung vuông. Và ok, thì chúng ta đã có cái kích thước của cái tem rồi. Sau đó chúng ta sẽ chèn nội dung vào cái tem này. Thì mình sẽ chèn làm một cái tem bán hàng đi ha. Tem bán hàng nó sẽ gồm có một cái tên sản phẩm. Mình sẽ nhấp vào chữ T này ha. Nó sẽ hiện ra một cái tem bột tép ở đây. Và đây là để có một cái barcode để mình bán hàng. Có thể thêm một cái tên cửa hàng ha. Cửa hàng. Một cái giá bán nữa. Giá của sản phẩm. Thì việc thay đổi cái nội dung nó cũng đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhấp đúp vào. Có thể thay đổi nội dung
của cái mình vừa tạo ra ha. Mình chỉ cần kéo thành chi chuột và kéo thôi, rất là đơn giản. Mình cũng hướng dẫn các bạn luôn về cách liên kết Excel. Liên kết Excel để làm gì? Thì mình ví dụ như mình sẽ có rất là nhiều cái mặt hàng mình cần in tem. Thay vì các bạn phải thay đổi từng con tem như thế này, bỏ từng nội dung như thế này thì nó rất là lâu. Thay vào đó thì mình sẽ có một cái danh sách Excel trước và mình sẽ liên kết cái file Excel đó vào cái phần mềm này. Thì sẽ in hàng loạt và tiết kiệm thời gian cho mình hơn. Thì đầu tiên mọi người cần phải có một cái file Excel. Thì đây mình đã có một cái file Excel ha. Thì đây là cái file Excel của mình. Đây là tên hàng hóa và những lại những cái cột mà mình cần để thêm vào cái tem, như là hồi nãy là mình có tên hàng hóa này, giá tiền này và cái mã vạch của mình. Mình sẽ tạo ba cột như thế này. Mình chỉ tạo những cột mà nó sẽ thay đổi thông tin thôi nha, còn những cột mà không thay đổi thông tin thì mình sẽ không cần tạo. Và lưu ý là giờ mình là các bạn phải save nó lại thành định dạng 97/2003 ha, của Excel ha. Như thế này. Ta sẽ chọn định dạng ở đây. À, 97/2003 workbook nè. Hai tìm tem. Save lại. Sau đó chúng ta tắt cái file Excel này đi, còn lại phần mềm. Thì đầu tiên cái này chúng ta cần phải liên kết cái file Excel vừa tạo lên. Mình bấm vào đây để liên kết này. Sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Chọn Net. Sau đó là Microsoft Excel ha. Next. Chọn cái đường link dẫn đến cái file mà mình vừa tạo. Đây là file tem. Sau đó bấm Next. Đây là nếu mà cái file Excel của bạn nó có nhiều cái sheet đó, thì mình chỉ cần chọn một cái sheet của mình có nội dung để mình in thôi. Đây là cái sheet 1 của mình ha. Bấm OK. Thì việc liên kết đã xong. Thì bây giờ chúng ta cần đổ các trường dữ liệu của file Excel vào các nội dung mà mình muốn. Ví dụ như cái này thì mình muốn là tên hàng hóa mình sẽ để ở trên này, nhấp đứt vào nó, chọn cái phần sụt này mình sẽ sổ ra, mình sẽ chọn là database field. Thì ở đây nó sẽ sổ ra cho bạn một cái list nữa ha. Thì đây là tất cả những cái cột ở trong cái file Excel của mình. Thì như cái nội dung này mình muốn là tên hàng hóa, mình sẽ chọn là tên hàng hóa và bấm OK. Thì đây là nó sẽ là tên hàng hóa của mình sẽ kéo ở vị trí này. Sau đó là cái mã vạch cũng nhấp đứt vào thôi. Nó cũng làm tương tự thôi. Đây sẽ là mã vạch. OK. Nó sẽ là cái mã như mình đã làm ở tạo ở trong Excel. Đến là giá tiền. Tương tự như vậy. Là giá tiền. OK. Nó sẽ là giá tiền. Sau đó chúng ta sẽ cần để ví dụ như mình cần tùy chỉnh một cái kích thước nữa thì nó cũng đơn giản như là bên Word vậy, như là mình sẽ tăng cái khổ này lên, nó to lên một xí, và cái giá tiền này nó cũng to lên một xí, kéo nó vào giữa, chọn cái barcode này nó dài ra xíu cho nó cái quét dễ đọc. Cái này nó cũng in đậm lên. Chúng ta đã có được một cái con tem hoàn chỉnh rồi. Sau đó là in thôi. Thì in thì nó cũng có một cái tiện ích nữa là mình bấm vào in.
này mình thì phần mềm nó sẽ chọn những cái đối tượng để in, cái bạn select record ha, các đối tượng của mình là gồm ba đối tượng này. Ví dụ như trong cái file Excel của bạn có quá nhiều cái mặt hàng đi, các bạn chỉ cần in những cái mặt hàng nào mình muốn thôi, thì mình chỉ cần tích vào những cái mà mình muốn in. Ví dụ như mình muốn in hai cái điện gia dụng và đồ gỗ thôi, mình sẽ tích vào hai cái này. Thì ở đây nó có một cái số nữa, cái số này tượng trưng cho là cái số lượng tem mình muốn in ra. Ví dụ như mình muốn in cái này là 3 tem và cái này là 2 tem, mình sẽ tích như vậy, mình điền số vào, sau đó nhấn OK và print thôi, in thôi thì là xong. Thì mình sẽ in được cái đúng cái số lượng mà mình mong muốn. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cái phần mềm Bartender để thiết kế tem nhãn ha. Thì mọi thông tin hoặc là cần hỗ trợ gì về phần mềm, các bạn có thể gọi đến hotline 1900 3438 để có thể được hỗ trợ tận tình nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn mọi người ở video lần sau. Cảm ơn.